Chứ qua mình ăn hết chừa lại. Hôm nay mình câu thêm được cá nữa, mình cũng sẽ ăn không hết nữa. Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay thì ngày thứ hai rồi. Hôm qua thì mình lặn săn bắt hải sản, mình tìm thức ăn. Hôm nay mình sẽ dùng cái bè móp của mình á, bơi ra ngoài xa ngoài kia, ngoài chân cơ gần san hô á, mình sẽ câu cá. Câu cá mình kiếm thức ăn ngày thứ hai nha cả nhà. Giờ thì mình bơi cái bè này nè cả nhà, mình bơi cái bè này mình bơi ra ngoài đó đó. Bơi ra xa ngoài đó đó. Mình sẽ câu cá để tìm thức ăn buổi sáng ngày thứ hai. Hôm nay thì có mấy bạn ghe lưới của mấy người anh em bạn Campuchia. Cái này cả nhà, người ta vô đây người ta chú hai ba ghe, người ta vô đây người ta chú, người ta là nấu ăn, người ta nghỉ ngơi á, người ta thả lưới rồi. Ta vô đây người ta nấu ăn nghỉ ngơi. Rồi thì mình gắn cái máy quay ở đây nè. Để mình ngồi ở đây mình câu cá. Thank you.
Bóng cá này mình sẽ đem lên mình đứng để làm thức ăn buổi trưa nay cả nhà. Cái thành quả sớm giờ mình đi câu được 5 con cá nè. Với lại hồi chiều hôm qua mình ăn hải sản không hết, mình chừa lại nè cả nhà. Mình chừa lại bao nhiêu đây hải sản nè. Chiều qua mình ăn hết chừa lại. Hôm nay mình câu thêm được cá nữa, mình cũng sẽ ăn không hết nữa. Mình sẽ ăn cá này với cua với ốc này, còn số ốc nhỏ này mình sẽ thả nó xuống dưới lại cả nhà. Số ốc này mình ăn hết mình sẽ thả nó xuống dưới lại.
Còn mình ăn chỉ có cá với mấy con ốc cua này cả nhà. Bên đây mình nhỏ mình sẽ thả lại, mình sẽ quăng nó xuống lại cả nhà. Thì mình nhóm lửa mình nướng hải sản với cá ăn là đây nha cả nhà. Hải sản với cá chín rồi, bây giờ mình nước chín rồi, giờ mình sẽ đi xuống dưới mé sát mé nước đó, sát mé nước đó mình ăn cho nó mát. Sát mé nước đó có bóng cây bàng đó. Mời cả nhà ăn trưa cùng mình nữa nha, ăn cá với cua ốc. Đây là con cá này là con cá hường đếm.
nướng là nó rất là ngon luôn, thịt nó thơm mà nó ngọt mà béo nữa. Còn con cá này là con cá lù, cá này cũng ăn lên rất là ngon luôn. Còn đây là ốc voi, mình sẽ ăn con cá trước đây. Đây là nè, thịt cái nè, quá trời ngon, trứng nữa nè. Thịt con cá này là ngọt dữ lắm, ở cá biển cá trong rạn là cá này là ngon nhất nè. Mời cả nhà. Quá trời ngọt, quá trời ngon à. Tối ăn ngon, quá trời ngọt luôn à. Đây à, thịt nè. Quá béo rồi, thịt mỡ không mà quá còn béo luôn rồi. Mời cả nhà ăn ốc voi cùng mình nha, ốc voi nướng. Nóng quá, quá trời ngọt, quá trời giòn. Có mấy bạn ở nhà nói mình làm video dài quá, coi tốn pin quá, tốn thời gian quá, cho nên mình bữa nay mình làm video này rút ngắn lại ở nhà. Hôm nay sẽ tới đây thôi, ngày thứ hai của mình tới đây thôi, mình sẽ kết thúc video ngày thứ hai đây. Ngày thứ ba mình hiện tại bây giờ mình sẽ dùng cái bè mình vượt biển về nơi cái đảo có người sinh sống luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà xem tiếp phần 3 của mình vượt biển nha cả nhà. Mình sẽ kết thúc phần 2 ở đây đi. Mình sẽ tiếp theo phần 3 là mình sẽ vượt biển về nơi có người dân sinh sống luôn.